Hello cả nhà, hôm nay là cái nguyên âm đôi cuối cùng trong 8 cái nguyên âm đôi của mình đó, mình chia sẻ bữa giờ đó. Hết cái nguyên âm đôi thì mình sẽ đi qua cái phần phụ âm, và mình dự định là phụ âm thì mình sẽ đọc hết 24 cái phụ âm cho các bạn nhé, trong một cái clip thôi. Ok, cái phụ âm cuối cùng, cái nguyên âm cuối cùng, xin lỗi, cái nguyên âm cuối cùng, nguyên âm đôi cuối cùng được gọi là ua ua ua. Cái âm này mình đọc là ua, kiểu là u ha, ua ua. Ok, rồi cái âm ua này thì nó xuất hiện trong nhiều từ, nhưng mà xuất hiện nhiều nhất là trong các cái từ có hai cái nguyên âm o o này các bạn này. Ví dụ như là cái chữ poor nhá, poor. Từ thứ hai là từ more, và từ thứ ba đó là từ war. Ok, trường hợp thứ hai nó xuất hiện trong các cái từ giống như là o u, thì o u này nó ít hơn, giống như là từ tour ha, tour tour du lịch đấy nhé, chữ đẹp quá. Và cái từ thứ hai cũng gần giống như vậy là cái từ tourist, tourist. Ok, ngoài ra thì nó có nhiều cái trường hợp mà xuất hiện lẻ tẻ trong các cái trường hợp khác ấy, các cái trường hợp ngoại lệ nha các bạn, các trường ngoại lệ này. Ví dụ như là cái từ mình thêm từ do, mà thêm cái từ thêm e và r đó, doer đó, tức là người làm cái gì đó, thì cũng được đọc là doer nhé. Rồi cái từ ví dụ như là bluer này, bluer, bluer. Ok, blue có nghĩa là xanh, mà xanh hơn. Ok, còn cái tip hôm nay đó là mình sẽ phân biệt hai cái từ new và news đó các bạn. Một cái từ là new có nghĩa là cái này là tính từ, thể hiện cái gì đó mới ha, thí dụ như là happy new year ha, chúc mừng năm mới. Còn cái từ thứ hai là thêm s đằng sau này, có từ s đằng sau này là tin tức nha các bạn. Cái này thiên về tin tức, tức là các cái bản tin ở trên TV, trên đài thì mình thường gọi là news nhé, chứ không phải là động từ hay là danh từ thêm s gì đó các bạn nha. Rồi như vậy là mình đã xong cái phần nguyên âm đôi ha các bạn ha, đây là cái nguyên âm đôi cuối cùng đây. Rồi thì clip tiếp theo thì mình sẽ đi qua cái phần phụ âm rồi. Rồi, 8 cái nguyên âm đôi mình đã đi qua các bạn ha. Ok. Bye 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 bye. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp các bạn trong cái clip tiếp theo nha. Ok.